Xin chào quý vị các bạn, một cây sung rất là đặc biệt. Lần đầu tiên được nhìn thấy một cây sung mà lại có rất nhiều cái lạ. Một là cái mình thấy lạ nhất là cái bộ rễ của nó. Rễ bùn giống như bị rễ xanh. Đây các bạn. Mà có chi chít thế này. Quá đẹp luôn. Đấy các bạn, thấy cỏ. Đây. Tác phẩm sung Phú Lập Trường Lai. Một cây sung rất già mà lại rất nhiều quả. Các bạn thấy chi chít quả luôn. Tác phẩm sung ấn tượng. Đấy, quả lung lặng các bạn, nhìn kinh quá. Những đường nét rất là nghệ thuật, tạo nên một tác phẩm quá tuyệt vời, hiếm gặp hiếm có. Dòng sung thì rất nhiều cây to, nhưng mà cây nhỏ mà nó lại đủ các yếu tố này thì rất là hiếm các bạn nhé. Không đơn giản mà lại phải sở hữu được cây như thế này. Mình muốn quay cây này lâu lâu một chút. Quá đẹp anh nhỉ. Nó này nhiều quả ra, nhưng mà cái rễ của nó cũng là một cái như xanh vậy. Không là đạt chuẩn luôn nghệ thuật đấy nhỉ. Đủ yếu tố. Rất già đấy chứ cũng đâu phải cây non đâu, không cây già lắm chứ. Già mà cái đường chạy rồi cái bộ rễ của nó điệu nghệ thuật. Cây triển lãm nó quá đẹp. Trùng quả đây. Quả giúp dịch nhỉ. Nhìn nó đều muốn béo quả chứ. Cây công nhận đẹp thật. Lúc mà em nhìn ở trong video các anh nó quay là tưởng nhỏ cơ đấy. Nhưng mà nhìn bên ngoài to. Nhỏ hơn ở ngoài đời. Nhìn nó to. Nhìn trong video mà các anh chính hiệu quay lại nhìn từng nhỏ nhỏ mà gặp nó to thật. Đẹp đấy, đúng là đẹp. Tác phẩm sung lần đầu tiên nhìn thấy ở triển lãm thôi nhỉ. Triển lãm trước không thấy. Đây chúng ta quay sang tác phẩm Vasi. Theo phong cách mới này các bạn. Nhìn thấy tác phẩm sung dùng hết mình. Đẹp quá các bạn. Đây tác phẩm Si các bạn này. Đây cũng một tác phẩm Si nữa. Đấy, hàng phong tranh đẹp quá. Hàng này chơi rằm là đẹp. Chơi lá sợ nó chìa hết mất. Nó lùn tít. Đây, bộ mini này cũng đẹp các bạn. Cũng mịn tít rồi. Nhìn ghê anh. Đẹp quá.
cây giáng huyền. Thì chúng ta đi lượn sang bên phía bên này, có lẽ là Phương sẽ chưa truyền tải cái đoạn khúc bên này cho các bạn. Đấy. Đây là cây ngâu của các bạn, cây ngâu ấy đúng không? Đúng rồi. Ôi, viên đá nguyên khối đẹp quá nhỉ. Sì. Tùng La Hán các bạn. Đây các bạn. Chuẩn. Cây sì đẹp quá. Cây sì Đài Loan. Chuẩn. Nhìn cái trần bệ nó kinh quá các bạn. Tác phẩm này đi là độc tôn. Mạnh nhựa Hải Phòng đẳng cấp, quá đẳng cấp. Tuấn, chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa, huynh đệ nhất đạo. Chúng ta sang phía bên này, chúng ta ngắm tác phẩm sau nó lại nu cục cái này. Ui, chết, cây này bị ung thư. Trước kia chắc chỗ này có một bông, anh cắt xong, cắt bỏ đi cho nó thoáng ra. Cây này của anh Lê Hồng Tuấn cũng rất lâu rồi đây. Rất lâu rồi. Các bạn. Cây xanh này mình gặp cách đây 10 năm. Mà anh ấy vẫn giữ được. Chứng tỏ là những cái cây quý anh không chịu giao lưu hay sao. Giữ đến giờ. Nó đổ nghệ thuật trên một khối đá, giờ nó mít hết các bạn.
cây rừng nhỉ. Đấy, giống như mảng rừng. Bạn nhìn nó thấy giống một rừng, rừng cây đẹp quá. Từ trong thân ra ngoài nó đều nhỏ nhỏ đều với nhau. Từ năm ngoái đến giờ anh chưa thấy biến gì cả. Nghệ thuật của anh nhỉ. Cây to như này ra ngoài nhỏ như này. Rất nhiều tác phẩm đẹp các bạn. Bây giờ cũng là đến 8:30 rồi, khả năng là phải xin dừng video ở đây. Cây xì các bạn này. Ui, sườn núi cục quá. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chào quý vị các bạn nhé.